tàu kiểm ngư 951 đã bị tàu Hữu Liên 9 của Trung Quốc đâm tì vào mạn phải. Cùng thời điểm này, hai tàu khác của Trung Quốc là tàu Hải Tuần 11 và tàu kéo Tân Hải 285 cũng tăng tốc để vây ép tàu kiểm ngư 951. Tàu Hải Tuần 11 đã tiếp cận phía sau, dùng vòi rồng phun nước áp lực lớn vào tàu kiểm ngư 951. Còn tàu kéo Tân Hải 285 sử dụng tốc độ cao đâm thẳng vào chính giữa mạn trái tàu kiểm ngư 951. Trước đó, khi nhận tin tàu kiểm ngư 951 bị các tàu Trung Quốc đâm va, tàu cảnh sát biển 8003 đang thực thi pháp luật tại khu vực phía nam tây nam giàn khoan Hải Dương 981 đã nhận lệnh cơ động lập tức tiến đến vị trí của tàu kiểm ngư 951 để ứng cứu. Tuy nhiên, 5 tàu của Trung Quốc, bao gồm 4 tàu hải cảnh và 1 tàu kéo, đã tổ chức đội hình dùng tốc độ cao khoảng 20 hải lý một giờ, áp sát và hú còi ngăn cản tàu cảnh sát biển 8003 đến tiếp cận khu vực tàu kiểm ngư 951. Đến 14 giờ 30 chiều nay, tàu cảnh sát biển 8003 đã tiếp cận được tàu kiểm ngư 951. Theo các kiểm ngư viên, sau cú đâm của tàu Trung Quốc, phòng y tế, phòng kho, buồng khí CO2 trên tàu kiểm ngư 951 đã bị hư hỏng. Tàu bị rơi mất một phao bè cứu sinh tự thổi. Phía mạn phải con tàu bị móp méo. Và như quý vị đã thấy đây, hầu hết phía mạn trái của con tàu kiểm ngư 951 đã bị biến dạng hoàn toàn. Rất may là các kiểm ngư viên trên con tàu kiểm ngư 951 không ai bị thương nặng. Hiện nay các kiểm ngư viên đang nỗ lực tìm cách khắc phục, sửa chữa những thiệt hại ban đầu và tiếp tục kiên trì thực hiện nhiệm vụ trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trần Long, phóng viên truyền hình Việt Nam, đưa tin từ khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.